Hôm nay sẽ mở đầu cho ba bài học cho việc phân tích kiểm thử. Tức là ở đây các bạn sẽ học về những cái chức năng và nhiệm vụ của một phân tích kiểm định viên. Tức là các bạn tester mà chuyên đi làm phân tích đối với những các cái yêu cầu rồi với những cái kết quả test rồi đối với những cái lỗi để chúng ta có thể có những cái chất lượng tốt hơn đối với công việc, đối với chính công việc test, đối với sản phẩm và chất lượng. Đấy. Thế thì test analyst hay là phân tích kiểm định viên thì phải đi qua những cái thách thức gì? Thì có lẽ là đầu tiên trước khi học các bạn sẽ phải đi qua một loạt những các cái trình bày từ TH1, TH2, 3, 4, 5, 6. Đấy thì như là trong cái hệ thống mà training của mình bên phía của Tester Pro đấy thì có lẽ là bạn sẽ phải đi qua một cái hệ thống về bài giảng về căn bản đấy đấy tức là đây thì sẽ xuyên suốt qua luôn cả những cái bài từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 đấy thì nó sẽ đầy đủ hơn nếu mà các bạn học từ đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6 thế này cho tới phần test analyst đấy tức là phân tích kiểm định viên đấy thì đối với cái việc mà xử lý chạy đối với phân tích kiểm định viên ấy thì bắt buộc phải đi qua một loạt những các cái hoạt động gì có phải thực sự là chỉ có phân tích thôi không hay là còn những cái hoạt động khác và những các bạn nào mong muốn được trở thành phân tích kiểm định viên thì phải làm gì? Vâng ạ. Nếu bình thường em có mong muốn thì có lẽ là phải cần có yếu tố phẩm chất gì? Đấy thì có lẽ là phân tích kiểm định viên ấy thì ban đầu tôi cũng chưa vội định nghĩa. Vâng. Thì sau qua ba bài học này, tôi sẽ nêu ra những các cái hoạt động vâng ạ, và những cái sản phẩm đầu ra đầu vào của một phân tích kiểm định viên thì để cho các bạn hình dung rõ hơn cái công việc phân tích nó là những công việc gì vâng. Để chúng ta có thể định nghĩa một cách bảo toàn, tức là định nghĩa một cách hoàn toàn chính xác cho phân tích kiểm định viên. Đấy. Sau đó thì chúng tôi sẽ đưa ra một số những các cái phương pháp và phân tích điển hình. Thực ra thì đã có dữ liệu, đã có xu hướng đúng không ạ? Thì chúng ta có rất nhiều phương pháp phân tích đấy qua những cái chuẩn IEEE và ISO hay là những các cái tác gia học giả đã qua cái việc phân tích định lượng định tính rất nhiều để có thể đưa ra được những các con số chính xác. Thế thì công việc phân tích nó khác hẳn với công việc quản lý và công việc thực hiện test. Thì nó gồm những các cái hoạt động sau. Thứ nhất là ước lượng yêu cầu và kiểm soát nguồn gốc yêu cầu. Đấy. Có lẽ chúng ta không xa lạ gì nữa đối với một loạt các yêu cầu mà như tôi đã đưa ra cho các bạn ngay từ những cái bài liên quan đến cái việc mà xác định yêu cầu và đưa ra cái yêu cầu. Đấy. Nhưng mà ở đây tôi thấy một số các bạn vẫn lung túng trong quá trình mà đưa ra cái yêu cầu đó và làm chi tiết nó như thế nào đúng không ạ? Thế thì tôi ở đây tôi xin nhắc lại một chút, tức là để phân tích yêu cầu cho tốt và đưa ra những cái chuẩn mực yêu cầu tốt thì ở đây tôi đã đưa ra một số những cái mẫu, ví dụ chẳng hạn đây là bài toán đúng không ạ? Hay là những các cái requirement đấy cụ thể đây để đưa ra bài toán. Thì tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là ứng dụng Instagram đúng không ạ? Đây là một yêu cầu của khách hàng. Đấy. Nhưng yêu cầu này đã được phân tích ra theo một cái xu hướng là bài toán đó là đóng gói, tức là người ta đã đóng gói sản phẩm rồi và ta ném cho mình để mình test, tức là như tôi nói ở trong cái bài trước đó, tức là có ba loại bài toán mà chúng ta có hay gặp, tức là bài toán khách hàng yêu cầu về hệ thống chưa được xây dựng đấy là loại một, bài toán đang sửa chữa lỗi cho hệ thống đó và là chúng ta phải fix và test là lần thứ hai đấy. Và bài toán đó là khách hàng đã xây dựng hệ thống rồi nhưng mà họ ném với chúng ta để chúng ta tự test đấy thì ở đây tôi muốn đi sâu về cái Instagram đấy. Thì tất nhiên là cũng tương tự như bài này thôi về cả ba ứng dụng này thì nó đều phải đi qua một cái quy trình để nó gọi là quy trình chuyển yêu cầu từ yêu cầu khách hàng sang yêu cầu phần mềm sau đó sang tiếp yêu cầu kiểm thử đúng không ạ thế thì đấy như các bạn biết đấy thì đây là cái bài toán mà liên quan tới từ phân tích yêu cầu khách hàng sẽ có thưởng bán sách ví dụ chẳng hạn như là đây thì bán sách là hệ thống bán hàng sách để người mua thể mua bán giao dịch điện thoại người mua thể lưu đơn hàng để xem sau vậy thì chúng ta phải phân tích đây ví dụ một cái chức năng là bán sách đúng không ạ phải mua qua chuyển khoản mua thông tin là sách phục vụ cho 1 triệu người mua qua điện thoại thì đầu tiên
phải đi qua đưa qua khái niệm gọi là đối với phần mềm làm thế nào đấy, đúng không ạ? Bởi vì là cái này tester rất cần biết, bởi vì là phần mềm sẽ phải nói cho mình biết là nó lập trình bằng ngôn ngữ gì, đúng không ạ? Nó có sẽ bị rủi ro ra sao đây, nó sẽ bị lỗi chung ở với ngôn ngữ lập trình đó ra sao, rồi những cái biện pháp phụ nếu mà cái này nó rủi ro nó bị hỏng khi mà làm theo phương pháp này, đúng không ạ? Những phi chức năng, phi yêu cầu là cái gì, và nếu có issue chúng ta phải làm gì đấy. Thì đây là cái cách thức của chúng ta lật bài toán từ một yêu cầu khách hàng chuyển sang bài toán yêu cầu của phần mềm đấy, và sau đó chúng ta lại tiếp chuyển sang biết là sang yêu cầu của test nữa thì thế nào đấy, đúng không? Chúng ta sẽ phải bám ở trên như đã nói bạn trước đấy, tức là tùy thuộc vào cái chuẩn của Marco 97 hoặc là chuẩn ISO 9126 thì bạn sẽ có những các cái liên quan tới việc đó gọi là xác định về efficiency, visibility, về reliability, về integrity và về correctness, đúng không ạ? Tức là ở đây là những cái cách là làm thế nào cho đúng chức năng này, đúng không ạ? Correctness, đúng không ạ? Tức là làm cho đúng chức năng ghi trên spec thôi, đúng không ạ? Thứ hai là integrity, tức là khả năng gọi là làm giảm bảo mật, đúng không ạ? Efficiency, tức là hiệu năng, tức là không phải là anh cứ tốn ngốn nhiều RAM mới làm được cái ông đấy, đúng không? Làm thế nào để chuyển, làm thế nào là ít, làm thế nào là đủ, đúng không ạ? Cho tài nguyên, đúng không ạ? Cho băng thông đấy. Rồi nó dễ dùng, tức là bây giờ chúng ta làm cho con người, cho Windows, đúng không ạ? Chứ không phải làm cho con người trên Mac đấy, thì phải phân định rõ ra là cái ý của nó là cái gì đấy. Thì một trong những yếu tố ban đầu người ta đang nói đó là anh phải ước lượng yêu cầu và kiểm soát nguồn gốc đấy. Tức là đôi khi các bạn không có những các cái thức mà đi lên kiểm soát yêu cầu nguồn gốc, cho nên là nó mới dẫn tới bài toán nó đi khá xa và không kiểm soát được nếu như ta không vẽ ra như thế này đấy. Tức là năm yếu tố đầu tiên đưa ra chất lượng đấy. Thì có thể có một số bạn mới xem đến đây thì các bạn sẽ hỏi tôi là tôi đã làm phân tích test nhiều nhưng tôi chưa bao giờ làm những việc ước lượng yêu cầu và kiểm soát nguồn gốc này, hay là xác định chiến lược này để mình làm, đúng không ạ? Xác nhận kết quả test đấy, xác nhận cái mục tiêu việc test đấy, đúng không? Rồi tập hợp cái ý tưởng test, thì bạn lấy những cái nội dung này ở đâu? Thực ra thì tôi cũng thể nói luôn cho các bạn trước là trong quá trình để đưa ra cái việc mà ước lượng yêu cầu test về nguồn gốc này thì tôi đã đi theo một cái quy trình nó gọi là Rational Unified Process kèm với những quy trình khác của IEEE đấy và CST đấy. Thì ban đầu đã nói rồi, CST là của Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng của Mỹ, còn IEEE thì gọi là Viện Công nghệ và Điện tử đấy. Thì ở đây có RAP, tức là một trong những ông trùm về quy trình phần mềm, là chất lượng phần mềm, thì mong muốn các bạn có thể theo dõi và có thể đưa ra những ý kiến mà có thể điển hình hơn. Ví dụ ở đây tôi có là một cái nhóm làm người đấy, và ở đây tôi sẽ nêu rõ cho các bạn là có mấy nhóm người đấy, tức là manager sẽ có những cái bài nói chuyện riêng về manager đấy. Còn đây là test analyst đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ 2006 RAP đưa ra những khái niệm như sau đấy. Không biết các bạn đã có nhìn rõ trong này, tôi phóng to lên. Vâng đấy. Tức là phân tích kiểm định viên thực hiện những task sau đấy, và sẽ phải chịu trách nhiệm đối với đầu ra như thế này. Tức là nó có đầu vào và đầu ra, đúng không ạ? Không phải là anh phải làm cái gì mông lung đấy. Thứ nhất, đúng không ạ? Tức là ước lượng, đúng không ạ? Tức là ước lượng yêu cầu mình. Bởi vì tôi mong muốn nhé, đã gọi là làm test thì tôi phải ước lượng ra nó là đúng hay là sai, hay là bao nhiêu đơn vị đo thế nào, đúng không ạ? Và chúng tôi đảm bảo rằng cái trọn vẹn, tính trọn vẹn của yêu cầu đấy, tức là traceability là như thế, assessment và traceability đấy. Tiếp theo đó gọi là định nghĩ được là chúng tôi test thế nào, đúng không ạ? Các bạn tester đều giao nhau nhau mới đúng không? Không ai biết test như thế nào cả. Ô, có những yêu cầu mà tôi rất sợ, ví dụ như trong cái bài toán này này đấy, vâng. Tức là đây tôi chỉ nói đơn giản là khi mà đang có yêu cầu, đúng không ạ? Mua qua chuyển khoản anh ơi test thế nào, đúng không ạ? Phục vụ cho 1 triệu người chị ơi test ra làm sao, tester luôn có thể hỏi mình như vậy. Và đôi khi có những người ta chưa hình dung ra được đấy, thì analyst phân tích kiểm định viên sẽ giúp các bạn hoàn thành tâm nguyện về từ cái đó. Tiếp theo là quyết định cái kết quả, bởi vì là thế này này, không phải là test analyst ngồi đấy là liên quan đến cái việc mà đưa ra cách test không, đúng không, mà đợi khi xong để chúng ta sẽ có những cái biện pháp để phân tích xem nó thế nào, nó ra sao đấy, xu hướng cần test cái gì thêm, xu hướng cần đẩy mạnh cái gì xem. Chính vì thế cho nên là phải quyết định xem là test result
Nó đấy đã ổn chưa? Có cần phải test nữa không? Stop test được chưa? Sau khi các test kia đã pass rồi đúng không ạ? Phải ghi rõ rõ trong cái quá trình mà strategy. Đấy. Thì trong cái phần trước liên quan đến test plan thì tôi cũng đã nêu rồi liên quan đến việc test strategy. Đấy. Tiếp theo là thắc ghi tập test, cái này cũng quan trọng qua trong công trình trước khi tập test. Thì bây giờ đấy tại sao tôi các bạn thấy cũng gọi là ở đây em thấy là kết quả phải 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 đánh giá kết quả trước thì sau đó mới quyết định test cái gì. À cái này đó là ước lượng đấy, cái khái niệm phân tích của nó là như thế đấy, tức là chúng tôi phải đánh giá xem thế nào mới là kết thúc được test, sau đó chúng tôi mới quyết định xem là test cái gì hay đúng không ạ. Tiếp theo là tổng hợp ý kiến test. Đây này, đây chính là cái cách mà brainstorming, là chúng ta các phương pháp chúng ta dùng bán sách, đặt sách, phục vụ 1 triệu người qua điện thoại, lưu thông tiền qua điện thoại như thế nào đúng không ạ. Trước khi chúng ta đi xem vào cái nó gọi là đây phải nói là correctness chúng ta test như thế nào, efficiency chúng ta test như thế nào, usability chúng ta test như thế nào đúng không ạ. Đấy. Rồi có một cái task vụ không thể thiếu trong mỗi một quy trình qua là một bản build, tức là một version của phần mềm, tức là bạn phải đảm bảo được những thay đổi trong yêu cầu khách hàng là được update trong phần mềm và nó đã được test, cái đấy mới khó đúng không ạ. Thế còn ở đây là một loạt những các cái văn bản mà có lẽ là các bạn nhìn cũng đã quen đúng không ạ. Test case thì anh biết rồi, test data anh biết rồi, test result anh biết đúng không ạ, test idea list đây có cái này có lẽ các bạn tẽn tỏ có lẽ là chưa biết đúng không ạ. Không sao, cái này đó là toàn bộ các kiểu test mà trong nhóm đưa ra ý kiến. Ví dụ tester A nghĩ rằng là anh ạ phải chạy bằng tay nhiều máy, tester B nghĩ rằng a em có tool HP UFT có thể chạy được cái này, tester C nói rằng a không em thấy Selenium dùng được hơn. Đấy thì bây giờ tất cả những cái lại chúng ta phải phân tích xem là được hơn mất ở những các cái văn bản đó như nào. Thì sắp tới sau đây chúng tôi sẽ đưa ra những cụ thể công việc cụ thể đấy và những cái mô hình chạy load test đúng không ạ. Chẳng hạn như là ví dụ chẳng hạn như là tôi có một loạt những cái ví dụ mà như các bạn xem ở trong cái vâng cái chia sẻ ở trong cái doc sample đấy, thì nó có một cái nó gọi là report đấy. Thì cái report này đây tức là thực ra thì tôi cũng đã nói rồi, tức là trên những cái văn bản chia sẻ chúng tôi thì chúng tôi hay có những cái template và cho tester pro, tức là bạn tiếp cận cái này thì qua bằng cái việc đó là các bạn cứ vào bất kỳ một clip nào ở trên tester pro đó hoặc là trên YouTube đấy, các bạn sẽ click vào trong cái phần detail của từng bài, nó sẽ có cái phần gọi là phần chia sẻ về ở dưới mỗi clip vâng ạ. Đấy tức là đóng góp ý kiến và tài liệu tham khảo đấy, bạn click vào tài liệu thì sẽ người ta sẽ đưa ra những cái thông tin tài liệu mà tôi đã chia sẻ cho các bạn. Ví dụ ở đây đấy template đấy thì cũng như thế này thôi đấy. Thì trong template thì có một phần gọi là bug report và cái chúng tôi nó gọi là cái report sample ở trong cái project sample đây, folder project các bạn vào at work và report result đấy, thì ở trong này nó có một cái mẫu liên quan đến report đấy 1.0 đấy, thì nó cũng giống như cái này thôi đấy, tức là đôi khi các bạn phải có ví dụ tôi lấy ví dụ chẳng hạn đây là GUI flow cho việc là test này đã có pass fail này như này là ok chưa, còn cần phải phân tích gì nữa không đấy, hay là những các cái workflow load test đây tôi lấy ví dụ load test đấy thì phải có những cái mẫu flow load test như thế này, tức là đây là những cái test case đấy để cho làm giảm cho 50, 100 người, 100, 200 người cho hoạt động đó chạy đấy, và phải có những cái giá trị đúng không ạ, để chúng tôi phân tích như thế nào là được, thế nào là không. Tôi lấy ví dụ ở đây là 31 giây đã đủ chưa cho 100 người đấy, 13 giây đã đủ chưa cho cái việc ví dụ chẳng hạn là search một cái keyword nào đấy. Đấy, ví dụ thế thì toàn bộ những cái vấn đề này đều sẽ phải đưa ra xét ra trong cái quá trình phân tích đấy, thì như các bạn nêu chúng ta đang nói vấn đề nó gọi là đầu ra đầu vào và trong cái nguồn này đó là workload analysis đấy. Nào bây giờ đi theo từng cái công việc đúng không ạ. Thứ nhất đó gọi là assessment và traceability need. Thực ra ở đây chúng tôi đã có đưa sẵn cho bạn một cái mẫu về traceability rồi, các bạn có thể dùng mẫu đó hoặc không, đó là chính cái hệ thống liên quan tới scenario. Ví dụ về đối với bài toán nó gọi là Instagram. Đấy chúng tôi lại quay về bài toán Instagram. Đấy. Thì Instagram ấy, thì các bạn chắc là ai cũng đã dùng rồi. Đấy, nhưng mà vấn đề ở đây là các bạn đang chưa hiểu là anh định test cái gì ở Instagram đúng không ạ? Thực ra thì tôi đấy tôi chỉ không làm cái gì cả mà tôi chỉ liên quan mỗi cái phần nó gọi là home này, sign up, login đúng không ạ? Và trong cái tôi muốn hỏi tester là vậy trong login này em định test như thế nào? Có bao nhiêu yêu cầu đúng không ạ? Thì
Đấy, như trong cái demo liên quan đến requirement đấy thì tôi đã phân tích ra cho các bạn tester biết là trong login anh sẽ có những cây sau. Ôi anh ơi, sao anh nghĩ ra nhiều cây thế, đúng không ạ? Không, đây là tôi chỉ bám theo gọi là năm cái chữ của Marco của đảm bảo chất lượng giáo sinh để ông nghĩ ra từ năm 1977 để có thể đưa ra được những cái cây mà các bạn nên đới, đúng không ạ? Đây, ví dụ chẳng hạn như là anh nói riêng với login thôi đấy thì anh đã có khoảng tầm đấy, bạn cứ nhân lên cho tôi đấy, một cái nhánh này là năm đúng không ạ, năm nhân với ba, năm ba 15, mà cái này là có 8 lại mới 3 nữa, 15 nhân 3 là 45 đúng không ạ, lại phân vùng cho hai cái này là 45 nhân 2 là khoảng 90 nữa đấy, đấy login với đi đăng ký là 90 cây rồi, thế còn chưa đăng ký nữa thì như thế nào đấy, đúng không ạ? Thì mỗi một nhánh đó đây các bạn phải verify cho tôi, tức là những cái nhánh con đấy, tức là chúng tôi hay hay chúng tôi gọi là nhánh con của để làm traceability cho cái requirement này đấy, ví dụ thế. Hay là ở đây đối với bài toán liên quan tới thiết kế hệ thống bán hàng sách, đúng không ạ? Đấy, thế thì nó phải có cái việc nó là bán sách, đúng không ạ? Mà bán sách đây tôi lấy ví dụ bán sách đấy, thì phải có những chức năng này: mua chuyển khoản, lưu thông tin, đặt sách, phục vụ qua điện thoại. Ồ, thì nếu mà các bạn khách hàng không nói đây thì các bạn phải chat, phải meeting với khách hàng để hỏi, đúng không ạ? Để có thể làm rõ ra bài toán hơn. Thì đấy chính là cái cách mà traceability đấy. Và không cách nào tốt hơn là chúng ta phải nốt down ở trong Excel là từng scenario thì có những test case con gì. Đấy, thì đấy là cái cách làm về traceability. Đấy. Tiếp theo ấy, đó là qua việc traceability thì ước lượng yêu cầu test nó như thế nào? Cái này là có bao nhiêu? Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là khi tôi đã traceability ra một loạt những các cái cách con của Instagram như này rồi thì tôi sẽ định nghĩa thế này này, với năng lực của tôi đấy, làm quen với test từ năm 1996 cho đến bây giờ ấy, thì tôi nghĩ rằng là một cây này này tôi viết đấy, ví dụ như tôi đang nói cho bạn login bây giờ là 90 cây nhé, và một cây tôi viết thì mất khoảng 2 phút, vâng ạ, đây 2 phút mỗi cây tôi viết như này đấy, các bạn sẽ xem một cái cây tôi viết đấy, ví dụ chẳng hạn như là đây có hai văn bản đây thì tôi sẽ để cho một văn bản trên văn dưới đây đấy, một cái cây tôi viết ví dụ create profile nhỉ, đây đây là một cây tôi viết như này đấy. Thì mỗi cây này tôi viết mất khoảng 2 phút, nếu mà tôi làm nhanh tôi làm quen, bạn chậm thì mất khoảng 10 phút đúng không ạ, những bạn mà mới đến thì chắc có lẽ phải mất 15 phút đúng không ạ, còn từ vựng sang chính tả còn chán đúng không ạ, tiếp theo là thực hiện việc test đúng không ạ, đấy. Qua việc test này thì em thực hiện bao nhiêu lâu, tùy vào từng chuyến internet anh ấy cho là khoảng 2 phút nữa đúng không ạ, tức là mất 5 phút rồi đấy. Tiếp theo là báo cáo nếu có lỗi, mỗi lần lóc lỗi là tốc độ bao nhiêu? 2 phút nữa. Như vậy tóm lại, viết báo cáo, thực hiện test, viết test cây, bắt ra lỗi, mất khoảng 10 phút một cây. Đấy, đấy là bài toán cuối cùng để các bạn muốn đo đạc. Cho nên là cái việc mà kiểm soát nguồn gốc, tức là nó rẽ nhánh như thế nào, có bao nhiêu cây, và ước lượng có bao nhiêu cầu để test, là cái việc số 1 liên quan đến cái việc nó gọi là muốn phân công công việc cho tester. Chứ tôi thấy có những cái bạn tester chân ướt chân ráo mới vào hệ thống, mới vào nhóm dự án, cho nên là vừa vậy đã đẩy luôn cho việc viết test case và thực hiện việc test, cho nên bạn rất lung túng không hiểu là công việc này làm xong bao lâu như thế nào. Cho đến cuối giờ bạn bảo là em thực hiện bao nhiêu cây, em thực hiện được có khoảng 10 cây thôi chị ạ. Thế là chậm. Thế nào là chậm, thế nào là nhanh, cũng rất là lung túng, đúng không ạ? Cho nên là đôi khi các bạn cần phải ước lượng ra thời gian, cái đó lượng ra số lượng là bao nhiêu cây, thời gian cái đấy là xác định rất tốt cho bạn về traceability ban đầu đấy. Đấy, thì cái việc đầu tiên đấy là expand assessment requirement đấy, thì tiếp theo đó là có những cái rắc rối gì, có những cái cản trở gì khi mà bạn triển khai những cái công việc như thế để làm như thế, ví dụ chẳng hạn như là có cái quá trình mà đấy thì khách hàng bảo ra là trong quá trình đặt hàng bán chat mua chuyển khoản thì thực ra em cũng chả biết mua chuyển khoản như thế nào, là phải hỏi khách hàng thôi thủ tục thế nào đấy, đúng không ạ? Rồi ở đây thì nó sẽ có một cái phân tích, đó là phải đi qua những cái chiến lược để làm sao bạn phải cover hết phần mềm, đúng không ạ? Bằng những các yếu tố từ các level, đúng không ạ? Đối với chúng ta biết test thường thường có 4 level, đúng không ạ? Unit, integrate, system và acceptance, đúng không ạ? Và khi mà đã có kết quả ra, bạn phải biết cách phân tích dùng cái nào. Như bài trước tôi đã nói rồi về liên quan đến sau kết quả đưa ra, đúng không ạ? Pareto chart, Scatlet plot hoặc là cause and effect bone fishbone đấy, đúng không ạ? Rồi defect analysis thế nào, đúng không ạ? Defect chain dùng các những cái đó để mình đưa ra đấy. Tiếp theo đó là bàn đấy, tức là phải bàn những các cái cách làm đó đối với những người có liên quan đến dự án,
Bởi vì đơn giản là anh vào trong team thì anh phải nói cho tôi cách anh làm chứ, chẳng nhẽ giấu hả, đúng không? Nên rồi đồng ý đối với các cái ước lượng đó, rồi phải xem xét là dùng những tool gì, bởi vì là không phải cái kiểu gì các bạn cũng làm như vậy. Tôi lấy ví dụ, sau một hồi bàn tán và đồng ý, chúng tôi đã ra quyết định, đúng không ạ? Ví dụ đây là trong một cái mẫu liên quan đến việc làm phân tích, thì chúng tôi đã ra được một cái đó gọi là test plan đấy, thì cũng như là ban đầu đưa cho các bạn, đúng không? Đó là một loạt cái cách test và một loạt những cái lỗi đang có để estimate number of defect, đúng không ạ? Và strategy đấy bao gồm có FVT, SVT, installation performance stress test đấy, installation test, và ngay cả từng cái strategy này các bạn phải có cho tôi đã được ước lượng đó là thế nào nó gọi là xong. Ví dụ họ bảo là toàn bộ những cây update và phải update và phải install mới xong installation test, hoặc là gì ạ, các lỗi phải xong, phải fix xong nếu mà thuộc severity một, loại một loại hai, còn loại ba thì có thể để đang fix đấy, ví dụ thế. Họ define ra rất rõ ràng có số lượng ở đâu, đúng không ạ? Như thế này chúng tôi gọi là có số lượng đấy. Thì tóm lại là cái việc đầu tiên liên quan đến việc là ước lượng yêu cầu và kiểm soát cái gọi là gốc gốc rễ cái sự thay đổi, hoặc là nói chung chúng tôi hay nói những thay đổi, nhưng mà là chính xác hơn nó là kiểm soát gốc rễ yêu cầu, không cho nó thay đổi và không cho nó sự biến hóa đấy. Đến sang phần thứ hai nó gọi là xác định cái chiến lược test, define detail, thì tôi sẽ nói cụ thể hơn ở trong mỗi một cái criteria ở trong từng loại test, xem performance unit các bạn thì làm như nào để cho cover đấy, để tra cho những các cái cách để tìm kiếm ra thực sự đầu ra đầu vào nó như thế nào đấy. Dạ vâng, cảm ơn các bạn đã tham gia bài học. Mình hy vọng rằng bài học vừa rồi đã cho các bạn ít nhiều một số các kiến thức cần thiết. Mọi góp ý, comment, đánh giá xin mời đưa xuống phía dưới clip hoặc liên hệ qua Facebook của chúng tôi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn đối với những bài học sau.